Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới, căng thẳng chính trị giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang, cạnh tranh thương mại càng thêm gay gắt, thế giới đang đối mặt với nguy cơ khủng hoảng kinh tế xã hội. Việc các quốc gia đều tung gói kích cầu đã đẩy nguy cơ lạm phát lên rất cao. Tình trạng khan hiếm vật tư chiến lược như xăng dầu, khí đốt, than đốt, chất bán dẫn hiện hữu gây ra khó khăn cho sản xuất. Do đó, Bộ Công Thương cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đồng tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá và tìm giải pháp thúc đẩy xuất khẩu trong thời gian tới. Do nắm bắt tình hình sớm nên ngay từ tháng 1 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký công văn báo cáo Chính phủ đề xuất các giải pháp liên quan đến khâu thanh toán hàng hóa, đa dạng thị trường, đồng thời chỉ đạo các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài theo dõi sát tình hình, tham mưu Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Nga và các thị trường có liên quan. Tại cuộc họp, các ý kiến cũng đưa ra những đánh giá, nhận xét về tình hình kinh tế thế giới cũng như dự báo những tác động có thể xảy ra đối với Việt Nam trong ngắn hạn cũng như dài hạn, nhất là khi lệnh trừng phạt của các nước dành cho Nga chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như tài chính ngân hàng, trái phiếu chính phủ, xuất khẩu công nghệ, năng lượng. Điều này có thể khiến việc hợp tác về thương mại và đầu tư với Nga gặp khó khăn, đặc biệt trường hợp áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh và toàn diện về tài chính sẽ ảnh hưởng nhiều đến thương mại song phương Việt-Nga mà chủ yếu ở khâu thanh toán các hợp đồng sử dụng đồng tiền thanh toán là euro. Bộ Công Thương đã cùng với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đánh giá một cách tổng thể cái tình hình của cái chiến sự diễn ra ở Ukraine, từ đó đưa ra những cái giải pháp. Theo đó thì yêu cầu các cơ quan chức năng của hai bộ tập trung nắm bắt và đánh giá dự báo tình hình đang diễn ra và có thể diễn ra trong những ngày tiếp theo để có cái tham mưu kịp thời phù hợp với lãnh đạo hai bộ. Thứ hai là theo dõi sát diễn biến của các cái thị trường liên quan đến các mặt hàng chiến lược để tham mưu cho cái việc xuất khẩu, nhập khẩu như thế nào cho nó phù hợp trong cái bối cảnh hiện nay. Thứ ba là tập trung hỗ trợ để các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp có thể tận dụng cơ hội mà Việt Nam đang là thành viên của rất nhiều hiệp định thương mại tự do, rồi tranh thủ được cái bối cảnh khan hàng trên phạm vi toàn cầu, trong khi những cái mặt hàng mà Việt Nam có lợi thế thì để chúng ta đưa vào thị trường các nước. Từ việc nhận định tình hình nêu trên, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã yêu cầu các đơn vị cần chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình để tham mưu, đề xuất các biện pháp điều hành của Bộ, cũng như tham mưu kịp thời các biện pháp điều hành cho Chính phủ. Cùng với đó, các đơn vị cần theo dõi sát biến động cung cầu các mặt hàng chiến lược nhạy cảm, kịp thời có biện pháp điều hành phù hợp, tận dụng được cơ hội về giá để sản xuất, xuất khẩu và đảm bảo cung cầu cho thị trường trong nước, đẩy mạnh khai thác hiệu quả các FTA đã ký với các quốc gia lãnh thổ, đặc biệt là FTA với Liên minh Kinh tế Á Âu, các nước khu vực châu Á Thái Bình Dương, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, đảm bảo luồng hàng hóa xuất nhập khẩu được lưu thông suốt. Đồng thời, tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, triển khai các giải pháp tạo thuận lợi hóa thương mại, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu. Cùng với đó, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong việc đánh giá, dự báo tình hình một cách kịp thời, chính xác, cùng nhau tìm giải pháp ổn định sản xuất và cung ứng cho thị trường trong nước, đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu hàng hóa nông nghiệp. Đặc biệt, chú trọng trao đổi, đàm phán với các nước để đưa hàng nông thủy sản của Việt Nam vào các thị trường, tiếp tục khai thác tốt thị trường truyền thống, tiếp cận các thị trường mới, kịp thời tháo gỡ khó khăn, ách tắc trong xuất khẩu nông lâm thủy sản đến các thị trường.